Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Huyện đoàn Phú Quý tổ chức lễ kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuyên dương các cán bộ đoàn tiêu biểu xuất sắc ở thôn, khu phố và tương đương. Tham dự lễ có anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn, lãnh đạo huyện Phú Quý và đông đảo đoàn viên thanh niên huyện đảo. Sau chương trình văn nghệ sôi nổi với các tiết mục mang đậm chất tuổi trẻ, Trung ương Đoàn đã trao bằng khen cho 28 bí thư đoàn thôn, khu phố và tương đương trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là những cán bộ đoàn thật sự tiêu biểu, có tinh thần xung kích sáng tạo vượt khó của tuổi trẻ, thể hiện sự nỗ lực vươn lên, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của công tác đoàn cơ sở. Đặc biệt, dịp này thanh niên Bình Thuận vinh dự có một cá nhân là Đại úy Lê Văn Tùng, Bí thư chi đoàn phòng công tác đảng và công tác chính trị BX03 Công an tỉnh đã được Trung ương Đoàn trao giải Lý Tự Trọng, giải thưởng cao quý nhất dành tặng cán bộ đoàn và đoàn viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Cũng trong lễ kỷ niệm, Trung ương Đoàn đã trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên Bình Thuận trong triển khai nhiệm vụ thực hiện tốt hơn nữa các phong trào đoàn của địa phương, đồng thời tặng riêng cho huyện đoàn Phú Quý trên 100 triệu đồng, với mong muốn thanh thiếu niên huyện đảo luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, thể hiện tốt vai trò của tuổi trẻ, học tập, lao động, công tác tốt, nhất là chú trọng các mặt công tác của đoàn, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Nhân chuyến công tác tại huyện đảo, Trung ương Đoàn đã trao tặng hàng trăm phần quà ý nghĩa cho các hộ nghèo, các gia đình chính sách trên địa bàn. Cùng với đó là hàng trăm túi an sinh dành riêng cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh gia đình khó khăn, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học với trị giá hàng trăm triệu đồng. Cùng chung tay với thanh niên và người dân biển đảo, Tỉnh đoàn Bình Thuận cũng đã hỗ trợ 100 triệu đồng cho huyện đoàn Phú Quý để xây ngôi nhà nhân ái, gắn kết thắt chặt tình cảm giữa đất liền với biển đảo quê hương. Cùng với nhiều hoạt động ý nghĩa trong chuyến công tác tại huyện đảo Phú Quý, sáng nay, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương cùng đông đảo đoàn viên thanh niên đã đến làm lễ chào cờ thiêng liêng dưới cột mốc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và trồng cây xanh tại đây.